Konnichiwa. Ngày hôm nay tụi mình sẽ react trailer Symbol Favor, một bộ phim có nội dung tương tự như Gone Girl. Hãy coi đi, biết gì Gone Girl mình đã nói. Vô. Mình có thể giữ sĩ diện giùm cho bạn được mà. A few weeks ago, I met Emily, this wonderful, elegant person. Ngầu dữ. Ngầu cái mà nào. Our sons brought us together, actually. Hai đứa con trai. Như chị này, dạ anh nét buồn này đúng không? Ừ, đúng rồi. Mà không biết có quậy bằng ảnh không? Chắc cũng cỡ cỡ hay cái gì? Lách lai ly kìa. Chung mà. Sợ chung nha mà. Em tưởng vợ người nhận đó. Em đang đùa đúng không? Nhưng mà nó thật sự vui đó. Nhạc hay quá. Ừ, nó kiểu mà tinh 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 tinh. Có cái phim mà nhạc hay là sao? Vì mấy bên nhà nó góp phần gì của em. Hai chị em bắt lẫn nhau quá. You're right, Seth. I guess I'm probably not the kind of person you're normally friends with. Oh, you do not want to be friends with me. Trust me. Ủa hả? Này thấy thổ ô mấy nào mà qua. À đúng rồi, không biết okay? Con gì mà nó. Tưởng là đi ma hay sợ ma lắm á. Không, có yeah. Mà em thấy có ma gì không? Có nhỏ ở giữa ma nè. Ủa Emily phải nhỏ kia không? Nhỏ, nhỏ mà nó làm bạn đó hả? Ủa cái bà là bà lắc hả? Không, đâu phải bà lắc gì. Cứ ra không phải một người. I've never seen such a beautiful girl want to be so invisible. I smell her, Sean. I smell her perfume like a ghost. You make her mad. I saw my mom. She told me to say hi to Stephanie. Nhỏ hay phát biểu hả? Làm à, gì đúng rồi, kiểu là hoang mang á. Đã mất tích rồi mà còn thấy gửi tin nhắn nữa. What the fuck? Ủa mấy đứa chỉ có tập trung phân cảnh đó thôi đó hả? Đúng rồi, đó mấy cái điểm đó là người ta chú ý nhất đó. Bà này thấy gian sao á? Ờ, đâu ngoan như anh đâu không? Không thật sự. À, tóm gọn lại một câu là nhạc hay. Ừ. Còn em thấy cái nội dung của nó nếu mà so về phim trinh thám mà anh so với Gone Girl thấy màu sắc nó hơi bị sáng quá so với một bộ phim trinh thám giống như Gone Girl. Chứ nghĩ là nó là một phiên bản bắt chước thất bại. Trinh thám. Trinh thám thì nó phải u tối, nó phải mù mờ, tối thui và tối thùi và khỏi không, thấy luôn. Em thấy đó, thường là những phim trinh thám mà hay á thì màu sắc phim sẽ không có được rộn như phim này. Rồi ok, tới em Mai. Với một người mà trắng tinh tươm chưa bao giờ xem Gone Girl cả phiên bản chữ lẫn điện ảnh, em nhìn thế nào? Xét về mặt phim học thì em thấy nó hay. Hay thiệt á. Mà không hiểu gì trơn á. Chết quá. Gì mà tùm lum hết trơn, gì mà chết rồi tùm lum hết trơn, hiểu gì trơn á. Anh nói cho em nghe rồi. Không biết gì đâu. Ừ đúng rồi. Có biết về đâu chờ người ta có người ta chưa coi Gone Girl mà rồi tiếp. Còn về mặt phim học nó là như vậy, còn về mặt khác thì sao? Không hiểu gì hết. Nhưng mà gì đi. Trời em thấy kìa vú ngồm ngộm, thấy vậy thôi, nó phim này phim này lớn. Cái gì vậy mẹ? Người ta sẽ dùng từ khác kìa, giống như là từ bước hay là một cái gì đó khác đi chứ. Phải coi. Không, em phải đọc cho như mắt em thì nói vậy thôi. À ok, em không bộ mày là bước hay là gì đi. Coi vậy, anh nó có miếng gì đâu mà anh sợ. Rồi ok. Rồi, vậy thì là với một người đã từng xem Gone Girl phiên bản điện ảnh mà em đã đọc truyện chưa? Chưa anh. À chưa, ok, là một người đã xem phiên bản điện ảnh thì đánh giá Symbol Favor sẽ là một cái sẽ là một nội dung nó kém đặc sắc hơn. Còn một người trắng tinh tươm thì lại đánh giá phim không hay. Và các cụ ai đúng ai sai thì sắp tới Symbol Favor sẽ là bộ phim được lên sóng vào chưa có lịch. Cũng nói nữa, hay thiệt á. Màu đó. Rồi thì người ta nói vậy trịnh trọng xíu. Rồi chỉ vậy thôi. Chỉ là mình tỏ vẻ xíu. Mình thật ra là mình tỏ vẻ nguy hiểm xíu. Chứ thật ra chả có mẹ gì đâu. Ai đúng thôi cứ chờ đấy đó. Ừ đúng rồi. Giờ cũng nói thêm gì cũng vậy thôi. Về rồi. Chứ đi về. Rồi ok về rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ủa về thiệt hả? Về nha coi. Ê về luôn, về chung đi chứ trời. Anh tắt đèn.